Giáo dục không chỉ là nền tảng phát triển của một đời người mà còn giữ vai trò cung cấp lộ trình cho sự phát triển và tiến bộ của cả một quốc gia. Trường Đại học Chulalongkorn, trường đại học đầu tiên của Thái Lan, được thành lập dưới thời vua Chulalongkorn vào năm 1917, là một quần thể kiến trúc trang nghiêm nằm ngay tại trung tâm thủ đô Bangkok. Khuôn viên rộng lớn của trường bao gồm những công trình kiến trúc kết hợp hài hòa giữa phong cách kiến trúc cổ điển và hiện đại, xen kẽ giữa những hàng me tây rợp bóng. Hiệu trưởng đương nhiệm của trường hiện nay là giáo sư Pirom Kamon Ratanakul. Hiện nay, tổng số sinh viên đang theo học tại trường vượt con số 40.000 sinh viên, cùng với hơn 3.000 giảng viên và 5.000 cán bộ, nhân viên đang công tác làm việc tại trường. Trường tin tưởng vào chất lượng giáo dục được đảm bảo với các chương trình giảng dạy hiện đại, ứng dụng các công nghệ tiên tiến cùng với các trung tâm nghiên cứu nhằm mang đến một môi trường phát triển năng lực học tập và tri thức. Đây chính là lý do vì sao 540 chương trình học thuật của 19 khoa bao gồm các chương trình đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và hơn 80 chương trình đào tạo quốc tế của trường được công nhận trong nước và quốc tế. Và vì sao trường đại học Chulalongkorn được coi là trường đại học hàng đầu của Thái Lan? Trường đại học Chulalongkorn chưa bao giờ ngừng phát triển, đã, đang và sẽ luôn sẵn sàng đào tạo những thế hệ sinh viên có thể đóng góp cho sự phát triển của xã hội. Trường tự coi mình là cái nôi của những người tài, đức và sẽ tiếp tục giữ vững vai trò là trụ cột của Vương quốc Thái Lan.